nấm đủ. Mày nêu nãy mình lỡ bóp miếng à. Cố gắng em nghe, bay đi đau. Bay đi có hộp to sẽ đau đó. Kỳ thế này. Kêu dễ sợ. Kêu như em phẫn nộ chị lắm ấy. Hết cá để bòn rồi Yến ơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thì để nấu được mà. Tắt đi Yến. Ăn hết chị hết bòn rồi. Chào các bạn nhá. Mình này sửa mấy cái túi đồ mà mọi người gửi. Cái này có cái bác ở trên Thái Nguyên, bác ấy, từ hồi mình mới làm kênh bác gửi cho mình nhiều lắm. Và qua cái kênh của mình bác tự sửa được nhiều thứ lắm. Đây là hai cái bo bác và bác làm mãi không được. Cái bo này hình như mà không vắt sung gì, nhưng cái bo này mình thấy bẩn quá. Các bạn ạ, bếp xô luôn luôn rồi này. Mình thấy bác làm nhiều lắm, dây gì thứ bác thay này. Nhờ mình sẽ sửa cái video này, mình sẽ sửa cái bo này. Bác ấy được nói rõ là như này nhá, mình rất thích ai gửi cho mình ấy, mà như này thì mình đỡ phải điện để hỏi, bởi vì mình quá nhiều việc. Cứ mỗi lần mở ra cái lúc họ gửi mình nhận lời đấy, nhưng mà lúc đó thì mình nhớ là người ta tả bệnh như nào, lúc bắt đầu mình làm thì là lâu hơn nên là mình chẳng nhớ nữa. Nên bác ghi như này là rất ok, mình chả phải gọi lại. Đây là bếp Kangaroo, model là KG365i. Bệnh không điều khiển được, tức là như này là phím không điều khiển được. Thay điều khiển KG365i cùng loại thì làm việc bình thường, như vậy là chúng ta sẽ xác định được là bo điều khiển có lỗi nhá mọi người nhá. Và bác anh nghi là ICTM1628 ở vì mặt lỗi đấy, bác ấy còn vẽ cả sơ đồ này. Như vậy là video này chúng ta sẽ sửa, mình sẽ sửa cho bác đấy là với cái lỗi là trên vì mặt thôi, vì bác đã có một cái model khác có bếp cùng loại như này, bác đã test thử rồi là nó táo chạy ok. Bây giờ máy này của mình không zoom nữa, zoom nhiều nó lại cảm giác như là cái len của nó đang có sự cố nữa rồi, vừa mới mua mới mà đã có sự cố rồi, nên phải để yên. Mình cứ zoom lên zoom xuống này là nó bị đứt các bạn ạ, nên bây giờ mình không zoom nữa, để yên một chỗ thôi. Thì khi zoom lên thì mọi người sẽ nhìn nó rõ kỹ hơn các bạn ạ. Cái kênh này chúng ta sẽ thấy để thấy thế đi như vậy. Thì với cái lỗi này thử đã, quên mất ghim điện thử cũng chả gần này. Đấu tất cả cứ ghim này mà bật on được chạy được là được.
Ở đây là rắc quạt nhá. Mình ghi nguồn này. Đó, lên ok nhá. Lên có led này, hiển thị này. Có này này. Và như bác ấy có vẽ ở đây này, bác rất là cẩn thận luôn. Là cái on up ở vị trí này. Đó, đây vì vậy nút này là nút on up. Thì phải ấn được phím này. Nhưng mà không bấm được. Đó mọi người nhá. Tất nhiên là không bấm được nó thì sẽ không bấm được phím nào nữa cả. Thì với cái lỗi mà mình ghim này, chúng ta để ý điện mình ghim để mình bắt đầu bắt lỗi nhá. Mình ghim để mình bắt lỗi này. Nó sáng được led như thế này. Và nó kêu được như kia, kêu như kia là do vỉ dưới kêu thôi, nhưng nó sáng được led ở chế độ chờ này thì mình nghi ngờ khoảng 70% là con TM1628 này không lỗi đâu các bạn ạ. Mà mình đang nghi ngờ một là phím lỗi hoặc nhiều hơn là led lỗi mọi người nhá. Thì trên này nó có một con IC TM1628 hay là 16 SM1628. Con IC này ngày xưa đời đầu tiên mình gặp ấy, nó là quét led cho đầu DVD. Để sang đời biết từ nó cũng dùng. Nó có một loại nữa là TM1668 thì nó ít chân hơn. Thì dòng Media dùng cực nhiều, nhưng mà hai con chức năng hoàn toàn giống nhau nhưng mà không thay được cho nhau vì chân nhiều chân ít. Thì với con TM1628 này nó ra trước 1668. Chức năng của nó ấy, chỉ là quét các led hiển thị là các led 7 đoạn này và những cái led này này. Và đồng thời là nhận lệnh các ma trận phím bấm mọi người nhé. Và đặc biệt là bên trong của nó không chứa chương trình phần mềm gì đâu. Rất nhiều bếp từ hiện nay ấy, là chức năng cũng là quét led và điều khiển phím bấm thôi, nhưng mà nó lại có cả chứa chương trình phần mềm giao tiếp với con mờ su dưới, nên đôi khi hỏng là chúng ta không làm ăn gì được. Nhưng con này sửa để làm ăn tốt các bạn nhé. Nên là con này mà hỏng con IC này thì mình cũng có mình thay. Nhìn qua thì bác ấy cũng đã thay phím này, cũng dí để đo led rất nhiều. Đo led dí như này không ăn thua đâu anh nhá. Mình chắc các bạn phải hở chân, hút hở chân ra, học tháo trực tiếp ra đo hai chiều để thang đo 10k. Tại sao mình hay nói cho mọi người là đấy, mình lại sẽ có một cái video mình nói cho mọi người. Rất nhiều người hỏi mình về cái này đo như nào, rồi là đo transistor bằng đồng hồ số với đồng hồ kim như nào. Mình thấy có nhiều kênh họ toàn đo bằng đồng hồ số ấy. Mình khẳng định luôn là mình và các bạn thợ của mình khi sửa chữa lúc nào cũng phải có hai thứ này. Cái này có phát huy tác dụng một phần, cái này cũng phát huy có tác dụng nó. Cái đồng hồ kim bây giờ mình cũng không cần chuẩn xác nữa, mình chỉ cần là đo được chất bán dẫn. Chất bán dẫn là gì? Đó là MOSFET, đó là transistor, rồi đó là diode các bạn nhé. Là các bạn thợ mình và các bạn thợ là luôn sử dụng nó. Chứ đo bằng cái loại này thì chỉ đang đo thang đo thiếu diode thì buồn cười lắm. Mình sẽ tí nữa sau video này khả năng mình sẽ làm một cái video cho mọi người tham khảo về cái này là cái gì và có sử dụng hay không. Thì mình vừa nói cho mọi người là chúng ta phải đo ở thang đo 10k để cái đồng hồ của mình cũng hơi đặc biệt. Là nó vừa có pin 3V và có pin 9V. Do đó mà khi để thang đo 10k này thì nó sẽ là pin áp cấp ra 2 que này. Là nó rơi vào 12V nhưng tất nhiên là dòng rất là nhỏ, chúng ta chập vào thì nó cũng chẳng hỏng các bạn nhé. Các bạn ạ, nhưng cái điện áp cao như thế thì chúng ta mới đo được độ dò cao. Cụ thể nếu chúng ta để thang đo 1k hoặc 1x1 này, chỉ để ra 3V thôi thì chúng ta đo thì led sáng đấy. Nhưng đo ngược lại để đo dòng dò thì không thể thấy được dò nhiều bằng là đưa tận 12V vào thì nó sẽ độ dò nó sẽ cao hơn. Ngày xưa ấy, thì cái đồng hồ ngày xưa đời đầu tiên đồng hồ kim này thì thời đấy mình thấy là để thang đo 10k thì chỉ ra 9V thôi, nó sử quả pin 9V. Nhưng đến thời điểm hiện nay ấy, là thang đo 10k ấy, là nó sẽ ra được là 12V luôn, là ra gấp đôi luôn, đo thử luôn nhé. Để chúng ta hiểu một chút về cái đồng hồ. Đây là hai đầu que đo này. Mình lấy cái đồng hồ này mình đo nhé. Chả nhìn được. Đấy, rõ rồi. Mình đo thử này. Thì như này thì là cái que đen nó là điện áp dương ra, còn cái đỏ này đã bơm ra nhá. Đó, tận 13V luôn. Các bạn nhá, 9V cộng 3V là 12V, nhưng hiện tại là cái đồng hồ này của mình đang dùng cái cell pin 18650 ấy, cho nó lâu hết pin các bạn ạ, nên nó sẽ điện áp nó cao một chút. Thôi không sao cả. Chúng ta phải kiểm tra led và kiểm tra độ dò của phím. Đôi khi phím bị chập, phím bị dò là cứ bị giữ như này thì các phím khác không tác dụng mọi người nhé. Và cái đen đủ nhiều nhất ấy, hiện nay là do cái công nghệ sản xuất giá rẻ ấy, là nó chập led bên trong của cái led 7 đoạn này. Tại sao mình gọi là led 7 đoạn? Bởi vì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái con led nó tạo thành các số đấy, từ 0 cho đến 9 các bạn nhé.
nó gọi là led bảy đoạn, bên trong là nó đúc kết rất nhiều con led bên trong ấy, thì có chập một vài con bên trong thì là nó sẽ bị lỗi, nó không được. Thì giải pháp này nó hút hở, tìm để hút hở cái chân đấy ra, hút hở cái chân ra để cho mạch hoạt động bình thường các bạn ạ, hoặc là có để thay. Nên bây giờ mình cho là tiến hành, nhưng mà mình bắt bằng lỗi như này nhá. Đây là cái kinh nghiệm bắt. Đây nhìn qua cho mọi người cái bo này một chút đã. Bác đây cũng đã động lên một số chỗ. Điện trở bác cũng đã động này. Điện trở phân áp vào cái chân ấy, đúng chân power luôn. Đây nha, mình sẽ ghim điện, chúng ta chú ý nhá, để mình tắt bóng đèn đã. Để mình xem bắt xem có đúng lỗi không. Chúng ta để ý nhá, cái tất cả con nét nhá. Mình ghim điện này. Các bạn để ý cái bóng này nó đang sáng mờ mờ nhá. Đó, cái bóng này sáng thì ok, là sáng ở đèn power đấy, nhưng cái bóng này đang sáng mờ mờ nên khả năng cái bóng này đang lỗi chẳng hạn, hoặc trên cái đường đấy lỗi. Cụ thể có không phải là bóng này mờ bị lỗi mà là cái đường điện áp khác nó dồn ngược trở lại nó. Nên mình đang nghi ngờ, mình bảo rồi. Vừa nãy là 70 bây giờ lên 80 đi. 80% là cái con TM1628 không lỗi đâu. Phải cứ tháo nó ra thôi. Thấy nó thế thì cứ tháo thử ra. Đây là kiểu bắt lỗi nhanh thôi. Còn đâu chúng ta cứ như mình bảo rồi, tháo ra để thang đo 10K chúng ta đo hết, kể cả phím bấm đấy. Thử phát nhá. Vẫn không bấm được, như vậy là không phải nó nhá. Ở đấy, bấm được phím này. Ô, bấm được này, nhưng mà bấm buồn cười kinh. Hay đang bị chập không? Không. Buồn cười quá các bạn ạ. Bấm phím này không tác dụng, như bấm hẹn giờ đường này và bấm cái nút này nhạy cái khác đó, cái này chẳng khẳng định là led giò nhá. Tắt mở đèn thành thế này đó, các phím khác đã bấm được này. Ô thôi, kiểm tra hết các led, kiểm tra led nhá. Mình sẽ kiểm tra led, mình đang nghi ngờ led thôi. Led nó dò đấy, nó sẽ đáng nhẽ nó chảy từ A sang K thôi, nhưng bây giờ nó lại chảy ngược từ K sang A. Thế nó chảy ngược từ K sang A thì cái điện áp phân áp từ K nó đưa sang A, sau đó nó đưa vào những cái đường ma trận phím. Tóm lại là một chân của con TM1628 này, ngoài là ma trận phím, nó cũng là xử lý led nữa. Nên khi một con bị dò nó sẽ bị như thế. Một hoặc hai con dò nó sẽ xảy ra hiện tượng bị loạn về cái chức năng phím luôn. Mình cứ tháo hết ra rồi mình đo thử nhá, cho chúng ta xem nhá. Thông thường thì có thể làm như này này, để đỡ tháo như nhiều này. Chơi trò hút đi. Hút cô lập đi, đấy. Cái đầu mỏ hàn hơi to mọi người ạ. Quên mất phải bật cái quạt, không gió nó thốc thẳng lên mũi. Kiểm tra led đơn không lỗi thì bắt đầu là sẽ dò phí power ấy, xem nó vào led kép tức là led bảy đoạn ấy, dò đến chân nào nó hút hở chân ấy luôn để xem có được không. Nhiều lắm, kangaroo, sun hao các thứ, dòng rẻ tiền này, led dò led bảy đoạn dò nhiều kỳ luôn. Đó nha, bây giờ sẽ đo thử nhá. Thang đo 10K nhá. Con này đầu tiên này. Không biết mọi người có nhìn được không? Để mình lấy led cái mặt đồng hồ đó. Nó chiếu lên, led nó làm con diode. Một chiều lên, một chiều không lên đâu. Chiều này lên này. Chiều ngược lại. Không lên là ok nhá. Chiều này cũng không lên là ok này, thì chiều ngược lại chắc là lên. Đúng luôn. Cũng không lên đâu. Bị chạm rồi. Cũng không lên nhá. Cũng không lên. Cũng không lên đâu. À, để thang đo lên 1 thì nó sẽ sáng. Đó, bây giờ mình sẽ xem mấy con này. Hai con tháo ra này. Khi mà cái này nó đang bị gãy một cái.
chiều lên này, chiều không lên như vậy là ok, chiều lên, chiều không lên như vậy là còn con nét nào nó không nhỉ? Ở đây còn vài con nữa thôi. Cái con quan trọng nhất thì chả kiểm tra chính là cái con led sáng liên tục này. Led sáng liên tục nó pin hay chết không? Mình nói rồi nhá, kiểm tra led đơn không ra thì bắt đầu sẽ đánh vào led 7 đoạn. Và led 7 đoạn thì kiểm tra theo kiểu là dò chân phím. Chiều lên này. Như vậy là nó cũng không chết. Và tất nhiên là tháo hết led đây này rồi, vẫn bị cho mà xem. Thử nhá. Đó, vẫn không bấm được nhưng bấm đây thì được này. Con này led dò 7 đoạn là cái chắc rồi. Led 7 đoạn dò cho mà xem để mình sẽ dò đúng cái đường đấy cho chúng ta nhé. Để mình sẽ cô lập dần nhá. Đây, để mình sẽ lại phải zoom rồi. Và vừa nãy không zoom đồng hồ, bây giờ lại phải zoom rồi. Xuất phát từ chân power nhá. Đây, chờ mình zoom lên nhá. Dẹp cái máy quay một bên, dò tí nó ra rồi. Chứ vừa nói vừa chỉnh máy quay cho mọi người mà làm mãi chả ra. Vừa nãy mình cứ bấm cái phím này. Cái phím này là cái phím tăng giảm đây này, tăng giảm. Nên thảo nào bấm được hẹn giờ. Đó, sau đó là tăng giảm hẹn giờ được thôi. Chứ đây mới là phím on nhá. Thì bắt đầu mình sẽ xuất phát là bấm kiểm tra từ cái phím on này. Thì đây nhá, mình sẽ lật lên này. Cái phím on này nhá, nó sẽ có một chân này, nó đi từ đây. Thế này để nhìn đó, đi sang bên này, đi sang bên này, đây là lợi dụng phím là làm một đường thẳng nhá, là mạch in nhá các bạn ạ. Rồi vòng vòng vòng, mình chả biết xem mình nhìn xem lại có đúng không, đúng mà. Đây để mình đo thử, mắt mũi giờ cũng mờ rồi. Đây nhá, nó là cái chân này. Thôi dò chân này đi, bởi vì vừa nãy mình dò chân này mình thấy thế, chân kia coi như bỏ đi. Tóm lại là khi chúng ta bấm phím này nhá, là đây và đây chập nhau. Thì cái đường này này, qua phím này nhá, đi tới cái led này mình đã hàn lại hết led rồi. Nó sẽ đi tới cái chân nào nhỉ, đây mình đo thử thế nào, mình lại quên mất rồi. Vừa nãy thì mình dò ra đấy. Đây, tới cái chân này nhá, tới chân chỗ này này, và nó đi gầm xuống dưới nó ra cái chân chỗ này. Đó, mình đo thông mạch này. Đôi khi nó đo thông mạch phải đo cả hai lật ngược lại nhá. Đó, tóm lại là chúng ta bấm ở đây thì cái điện áp đây nó bị dập mất chẳng hạn, hoặc nó thay đổi cái điện áp đây chẳng hạn, thì bắt đầu nó sẽ con TM1628 này nó xử lý, nó nhận lệnh là phím power. Nhưng do cái ông led này nó đưa vào cái chân này vừa nhận lệnh phím power này, vừa đưa vào để hiển thị một số các thanh nét bên trong này, và một số các thanh nét bên trong đấy là một hoặc hai hoặc nhiều con thì mình cũng không rõ, nó đang bị lỗi dò AK dò K, dẫn tới là nó đưa điện áp ngược trở lại, dẫn tới chúng ta bấm đây là mất tác dụng. Nên mình có hút thở ra đây phát thì bấm luôn nhá, mình đang hút thở nó ra này. Nên con này là lỗi led 7 đoạn, chán thật, tưởng loại led bên ngoài cơ. Đây là mình ghim cho chúng ta tham khảo này. Khi hút nó ra đấy thì cái điện áp tại phím này ok mà, nên khi dính nó vào chẳng là nó mất chẳng hạn nhá. Mình on này, chúng ta để ý nhé, lên được luôn nhé. Và tất nhiên là cái dòng căng lưu này phải nhận được lồi thì chúng ta mới ấn tăng giảm được. Tắt này, bật này, không như ấy được đâu các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta ấn phím thời gian này, ở đây là phím hẹn giờ đấy, thời gian này này, thì vẫn bấm được như vừa nãy đó. Và tăng thời gian ok, giảm thời gian ok, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hiển thị nó đang bị sai số nhá, đang bị sai nhá, bởi vì là nó là lỗi led mà, lỗi led 7 đoạn mà. Đấy, tất cả các phím khác đều được các bạn nhau. Và bây giờ mình sẽ hàn lại là tịt như cũ này. Con này thì mình cứ sửa, mình tìm lỗi cho bác ấy. Bác ấy muốn tìm ăn gì, mình thấy bác kiểm tra phím và led, bác ấy đo thôi chứ bác không tháo ra. Chúng ta phải tháo ra chúng ta đo mới chuẩn được, chứ chúng ta mà cứ để trong đấy thì chúng ta đo không chuẩn đâu. Và bây giờ này, do cái đường dò đấy nó đưa về ngược lại, nó làm sáng cái led này đấy các bạn ạ. Đây nha, thử lại nhá, ghim lại điện này. Ồ, nó không sáng nữa nhỉ. À, mình chưa hàn con led này, hay lại dò con led này. Vừa nay đo không dò mà. Con led power ấy các bạn ạ. Ghim lại này. Ồ, không sáng nó nữa các bạn ạ. Thôi cứ kệ thôi. Và tất nhiên là không bấm được nhé mọi người nhé. Bây giờ đo thử áp nhé.
đo thử áp khi không bấm được như này nhé, ở phím xem nó khác nhau nhé, chắc chắn nó sẽ khác nhau về điện về áp đấy. Cho mọi người hiểu về cái thiết kế này thôi. Ba này thì mình đã chia sẻ nhiều rồi mà bác ấy không, bác ấy xem, bác xem cài video của mình nhiều lắm mà bác này không để ý. Thì mình đang nhìn con tủ để xem âm dương đâu. Đây con tủ đây. Đấy, như thế cũng nhìn được nhá. Đây là nguồn dương âm này. Đó, âm đây nhá. Cái chân này chúng ta thấy nó đang có 2V5 nhá. Chân bên này thế nào? Chân này thì không có điện áp 2V5 này. Còn nhá, bây giờ mình sẽ bấm thì tất nhiên là bấm bằng cách mà mình để như này này. Bấm cũng không bấm được nhá. Tấm này là 2V5 thì bấm như thế xem nào. 2V5 này bấm này. Dính này. Tụt còn 0,5 nhưng không nhận lệnh được nhá. Tụt 0,5 nhá. Bây giờ mình sẽ mình rút điện ra. Mình hút hở cái con led bị lỗi đi. Con led nào bên trong mình không biết đâu, nhưng mà hút như này nó sẽ bị lỗi mất nhiều con led bên trong đó. Nhưng chấp nhận thôi. Có thay thì tốt, chả có thì chấp nhận. Mình ghim điện này. Rồi mình đo lại nhá. Vừa nãy đây là 2V5 nhá. Bây giờ nó chỉ là 2V thôi. Các bạn thấy nó sai khác không? Và mình bấm này. Đó, nó tụt về 0 thì nó mới thực hiện được. Tóm lại là cái ống điện áp ở chân này nó đưa ra, nó làm cho điện áp đấy dâng lên. Và khi chúng ta ấn ấy là nó không tụt hết được. Do đó nó không thực hiện lệnh được power đấy các bạn ạ. Đấy, tận 2V5 đi ra này các bạn thấy chưa? Nó dò một con led bên trong nó bị thế đấy các bạn nhé. Nhưng thực ra này là cái điện áp 2V này là từ chân MSU đi ra. Nhưng mà cái điện áp 2V5 này là từ các chân khác đưa ngược về, ngược vào làm lỗi cái chân đấy. Cái chân lệnh power on các bạn nhé. Đó, nó bị thế đâu mà. On này, tắt này, on này. Khi bấm cái này nó cũng nháy. Kệ rồi, tóm này là bấm được rồi. Thôi, mình lại kết thúc video này nhá. Chào tất cả mọi người. Định xem luôn cái bo này luôn cho bác ấy này. Nhưng mà thôi, con này thì bảo bác ấy dã lấy linh kiện thôi. Bo mạch mà nó bị ẩm thấp như thế này, như là đi sắt vụn thế này thì sửa nó cũng không bền. Thấy bảo bảo là cái bếp này là và nó không phát xung hay sao ấy. Nhìn như này thì có xung nó cũng tịt hết. Đổi driver nó bẩn như này cơ mà. Tóm lại cái bếp này sửa nó cũng không bền được, bởi vì nó đã bị lão hóa linh kiện quá nhiều, dỉ hết chân linh kiện cụt đây. Rồi mê nó đã ẩm thấp, nó giò vậy chạy không ổn định được, nên con bếp này thì không làm được. Đấy, bác mất mấy thời gian bác thay dây gì ghê không này. Ôi rồi ôi, cái này đi sửa làm gì, bỏ thôi. Chào các bạn nhá, buổi chiều nay mình sẽ sửa cái cục đẩy này. Với cái lỗi là khách thông báo hay là đang chạy thì bốc khói, tóm lại nó chết công suất các bạn ạ. Và cái cục đẩy này mình tháo ra mình mới thấy là nó giống hoàn toàn, cái lõi bên trong giống hoàn toàn một cái cục đẩy trước đó mình đã chia sẻ cho mọi người. Với cái lỗi là bị ù cả hai kênh ấy, là nguyên nhân của nó là bọn dàn tụ này bị lỗi. Và cái video đấy mình cũng phân tích cho mọi người hiểu về cái nguyên lý bù áp, tức là như nguyên lý bù áp ở trong những cái cục đẩy nó như nào. Tức là nó sẽ tạo ra hai nguồn đối xứng cộng trừ và một cái nguồn cấu xứng đối xứng cộng trừ cao hơn các bạn ạ. Tóm lại nó chạy hai cấp mức nguồn đối xứng. Thì bạn nào muốn tham khảo cái video kia thì mình sẽ để một bình luận nhé. Chúng ta sẽ thấy cái thương hiệu của cái cục đẩy kia là thương hiệu khác và cái thương hiệu này khác. Cái cục đẩy này mình thấy nó mỏng hơn mà lõi bên trong thì hoàn toàn giống nhau. Nó chạy loại sò sắt, sò mắt trâu là MJ1502 này này, 15025 này các bạn này. Sò này đắt lắm các bạn ạ. Mùa dạ máy đã gần 200.000 một đôi rồi. Mình hình như mình vẫn còn đây, để tí nữa mình sẽ lấy, mình còn một biết một đôi hay hai đôi nữa thôi. Nhưng mình nghĩ là nó chỉ chết khoảng một cặp thôi. Thì mình đính chính cho mọi người nhá, cái đẩy này là của một cái anh bạn của một cái anh chuyên bán bếp từ. Anh có mua anh dùng nhà anh ấy. Anh chuyên bán bếp từ và anh đem bếp từ cho mình sửa rất là nhiều, thì anh cũng đem cái đẩy của anh ấy dùng này. Và anh ấy cũng nói là đã bị đi sửa một lần ở ngoài Phú Yên, Vĩnh Phúc. Anh ấy quê anh ở phía đường đấy mà.
Thế là sửa xong vì anh ấy bảo là chỉ dùng một vài lần đấy chứ không dùng nhiều. Thế là lại hỏng. Thì mình có nhìn qua nhé, chúng ta để ý những con điện trở này. Và đây là con điện trở đã bốc khói, đã cháy đen rồi này. Mình có nhìn qua khả năng là hỏng chính một cái bộ mà đã từng sửa. Các bạn ạ, tóm lại là thời trước họ sửa nhưng mà mình nhìn ấy, thì đáng nhẽ là thay 3-4 con này là chỉ số là 0,25 thì cũng biết là con này nó bao nhiêu. Con này có 0,15 thôi. Thì như vậy là không đều nhá. À, với mình ấy, thì là kể cả 4 con này chết thì mình sẽ thay hay là 0,25 ấy, thì hai con này vẫn sống mình vẫn phải bách ra mình vẫn thay là 0,25 cho nó đều. Bởi vì những con điện trở này là nó nối chân e của những con BGT này, con sò này. Thì dẫn tới nó có thể như này thì là cái này nội trở cao. Đây là con điện trở ở chân e về mát. Về tóm lại nó như mình ngày xưa mình học nó gọi là trở chỗ định nhiệt. Tức là do nhiều con đấu song song nhau thì cái con nào nó chảy dòng chảy nhiều ấy, thì nó sẽ rơi áp trên chân e nó lớn thì dẫn tới UBE nó giảm thì nó sẽ giảm dòng đi để nó dồn áp dồn dòng sang con khác thì có là gọi là trở ổn định nhiệt của từng con ấy. Thì giả sử như này nắp 0,25 này 0,25 thì bọn này ok, bọn bốn con nó đều ok, nhưng hai con mà chân e có con 0,12 này, 0,15 này ấy, thì do nội trở nó nhỏ thì nó sẽ dẫn dòng nhiều hơn các bạn ạ, nên có khả năng nó sẽ chết không đè không bền đấy các bạn ạ. Có thể là cái anh thợ trước họ cũng sửa rất ok rồi nhưng mà họ không tính được cái này nên họ lại nói chết lại đấy các bạn nhé. Và mình anh ấy còn nói kể chuyện ấy, cái anh khách đã đem đến cái cờ đài này là anh còn đang vứt một cái tivi 5 năm inch ở đấy, nó bị hỏng bo gì cuối cùng là chả sửa được, anh bảo anh cũng vứt, anh cũng không lấy lại nữa, phí ra một cái tivi 5 năm inch hỏng bo biết gì thì kiếm bo thay là đơn giản mà, thế mà cuối cùng chẳng sửa lại, bỏ cả tivi. Thôi mình sẽ nói một chút vui thôi, bây giờ mình sẽ tháo cái cụm này ra nhé. Để bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình cũng chẳng thử nữa, mình thấy nó cháy khu này rồi mà. Để xem nó chết mấy cặp sò. Nó sẽ có 2, 4, 6, 8 sò này. Thì 8 sò này mình không giữ rõ là nó chạy đẩy kéo kiểu gì. Chắc là thế, còn đâu hệ thống bù áp ở đây. Bù áp trên mình nhôm này, còn đâu sò này là sò khuếch đại công suất âm thanh nhé. Tháo nó ra là cả vấn đề lằng nhằng lắm. Tháo đến đây mình mới để ý hình như con này là đã bị thợ hoặc là nó đã bị tháo mất một quạt, rất là nguy hiểm luôn. Chúng ta để ý nó có sẽ có cái fan 1, fan 2 này, giáp này đang bỏ không nhá. Nó sẽ có một cái quạt nữa ở đây cơ để nó sẽ thổi gió vào và cái quạt này sẽ hút gió ra cơ. Đấy, các bạn mà xem cái cục đẩy kia các bạn sẽ thấy thế. Nó sẽ có quạt lốt bắt ở đây này nhưng mà không còn đâu nữa. Phải có một cái quạt nữa chạy nguồn 12V để hút đẩy gió vào trong này và con này sẽ hút ra cơ. Theo nguyên lý nó như thế nó mới tản nhiệt tốt các bạn ạ. Nên con này có sửa được thì mình sẽ phải chế thêm một cái quạt nữa. Rắc cắm nguồn nuôi nó đây rồi. Ở chỗ này rồi các bạn ạ. Nó có hai rắc quạt này. Nó sẽ có ốc này, ốc bên này để nó dính hai cụm với nhau thì chúng ta chỉ tháo một cụm ở trên thôi, còn cụm dưới nó ok mà. Đó, keo tản nhiệt này phải vuốt lại nhá. Cụm dưới thì ok mà. Và cái anh chủ này anh còn bảo mình thay cho cái con này, anh có tháo ra thấy con này nó vỡ. Cái con này nó ghi chữ KSD, nó là con điện trở nhá. Con điện trở nhiệt nhá, nó như cái ở đây mạch này thì nó lại lắp cái típ bên trong này cơ, chắc là chế thêm vào. Con điện trở là nhiệt này nó mình thấy nó ghi chữ 55 đến 95 độ. Thì có khả năng là nó sẽ khi nhiệt độ có tăng cao thì nó sẽ báo về mạch quạt chạy nhanh chẳng hạn. Hoặc là đôi khi này nhiệt độ nó tăng ấy, nội trở nó tăng ấy, nó sẽ làm giảm cái tín hiệu âm thanh và phải không thoát xuất các bạn ạ. Nhiều mạch nó thiết kế như thế các bạn nhé. Nó có điện trở nhiệt này, con này cũng là con điện trở nhiệt thôi. KSD nó ghi chữ 55 độ C các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ vuốt lại cái keo này. Phần dưới này ok không lỗi mọi người nhá. Phần trên bị thôi. Đây này chúng ta sẽ thấy này, đã từng sửa trên rất là nhiều chỗ này. Kiểm tra nhiều lắm. Mạch ấy. Mặt này vừa có cái keo tản nhiệt đấy, mình đã lấy dao mình vuốt là mình đưa hết sang bên kia rồi và tất nhiên phải lấy rẻ lau sạch đi không thì nó bẩn tay lắm mọi người ạ. Và tháo ra đến đây nhìn qua thì là cái thợ trước họ cũng sửa ok về cái này đấy. Chúng ta để ý là hai con này là ổn định nhiệt cho hai con này. Hai con này ổn định nhiệt cho hai con này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hai con này và hai con này, tức là bốn con này nó liên quan đến đó chính là sò bù áp. Bù là cái ngưỡng nguồn đối xứng cao các bạn nhé, còn đây là diode. Các bạn xem video kia các bạn sẽ hiểu về cái mạch này rồi, về hiểu về cái nguyên lý của nó ấy. Diode đấy đấy. Còn đây là hai con C5200-1943 là hai con sò đẩy kéo, sò thúc nhé, mình đoán là sò thúc. Thì chúng ta sẽ thấy này có 2, 4
Con này thì là 15024, con này 15025, như vậy là nó là sò ngược xuôi, thuận ngược đấy. Thì tương đương với là bốn con này tương đương với cụm này chắc là thúc mọi người ạ. Còn bốn cái này thì cụm này thúc thì nó sẽ có bốn con trở độ nhiệt, bốn con trở nhiệt, như vậy là thay bốn con này là ok các bạn ạ, không phải là do hai con này ở nhánh khác nên mình cứ kệ. Mình thấy con điện trời đã lổ đen này, đã lổ này, và kiểu gì và chúng ta sẽ nhìn nhá. Ở đây là thợ trước họ đã thay một cặp. Chúng ta mình nhìn cái vế bên kia ok thì nó có chữ M Mexico, sò của Mexico nhá. Mexico như vậy là từ đây đến đây là sò zin, giống hệt với vế on bên kia. Nhưng hai con sò này là hai con sò mua thay nhá, chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác về mã này nhá. Đây, mình cũng vừa lôi được cái đống của mình ra, may mắn mất có còn. Vẫn còn là hai bốn con, nhưng mà lại hai con thuận hay sao ấy? À hai con ngựa, ba con ngược hay sao? Không rõ có đúng không? Thì sò của mình đây. Cũng Mexico xịn này. Mọi người nhá. Mà ít ra nó cũng có chữ Mê Si ở dưới, còn con này thì nó Mexico phía trên. Cũng chả sợ cái ấy đâu, miễn là lắp nó ok là được. Sò này đắt kinh ấy các bạn ạ. Các bạn vào Google các bạn search giá một cặp của nó xem, giá mới của nó đắt lắm. Sò cũ mình đã mua hơn gần 200 rồi, trăm mấy. Một cặp, nó bán theo cặp chứ không phải bán theo một con các bạn ạ. Đó, bây giờ mình cứ gỡ ra thôi để kiểm tra xem con nào chết, con nào sống để thay thôi các bạn nhé. Khi chết con nào bên nào thì mình sẽ phải kiểm tra. Nhưng vừa lại, nhưng mà hai con này là 52 chết nhỉ, mà lại này 24 không chết, vô lý nhỉ. Thôi cứ kệ, mình sẽ kiểm tra bên nào chết. Bên nào chết thì bên đấy mình sẽ phải kiểm tra linh kiện tại cực B của nó nữa nhá mọi người nhá. Và quan trọng là chúng ta phải thay đều, thay đều theo cặp. Tức là bốn con này nó lắp song song ấy thì là nó sẽ có bốn con chân e ổn định nhiệt đấy, chúng ta thay theo cặp 0.25 0.25. nếu mà thay cả bên này nữa đều thì càng tốt, nhưng mà lệch cũng chẳng sao cả, bên này nó chạy xuôi song song, bên này song song thôi các bạn ạ. Tháo hết ra luôn để xem đo đạt con nào chết. Tháo lâu đấy các bạn ạ, không nhanh được đâu. Còn phải vặn ốc nữa cơ mà. Người trước họ tháo ra bong hết mạch in rồi các bạn, nhiều chỗ bong mạch in lắm. Hút này, do cái chân nó to, khi chúng ta hút xong rồi chúng ta sẽ phải dùng hàn chúng ta đá thử xem nó có tách hết chưa, chứ mà nó vẫn dính là đôi khi ấy này nó sẽ bong vào in đấy. Đấy, mình phải đặt như thế nó mới tách các bạn nhé. Cứ tháo hết thôi. Đấy, đấy qua lay lại mà nó lung lay được ấy, thì là nó đã không bám vào nữa. Bởi vì mạch in hai mặt mà, mặt trên mặt dưới chứ không phải một mặt các bạn ạ. Thế chúng ta phải tháo hút, hút cho nó bọ lung lay được chân linh kiện. Đây này, con này chưa lung lay này, đấy lung lay rồi. Đấy, cứ thế rồi nhá, mình tạm thời bỏ cái máy quay cho đỡ vướng. May mà có cái súng này nó nhàn hơn đấy, không phải vất lắm. Tháo hết ra mà. Vấn đề là sửa chữa điện tử này, những cái đồ này mình cũng không chuyên về cái cục đẩy âm ly này. Tháo ra lắp vào rất là vất vả luôn. Nó rất là chặt đấy, mình dùng cái tu vít này mình bửa cho nó bật ra rồi đấy, sau đó mới xoáy này cho nó nhanh đấy các bạn ạ. Đấy, vẫn còn hai con này nữa này, dỉ hết rồi. Đó, đã ra nhá, và rất nhiều cái lót cách điện này rơi mất là phải cắt thêm, cắt đấy. Đây là cái con đã hai con thay này, nó sẽ có lót cách điện ở những cái lỗ này nữa đấy các bạn nhá.
hai con người trước họ đã thay ấy. Thì đo thử hai con này trước nhá. Mình cũng chưa rõ là thuận hay ngược. Chả lên cái gì cả. Chẳng lẽ là sò trường à? Vô lý. Chết đứt rồi. Mình lấy một con zin bản của nó nè. Nó là chân BCE nhé. Các bạn nhé, mình cũng chưa biết. C chắc chắn là đây rồi. Đó, con này thông này. Đó, B đây là BC này, đây là BE này. Dòng chảy là từ C sang E, con này con chăm ngược. Các bạn nhé, thì từ C sang E. Ôi, chập hết rồi. Chập chết con này rồi, hai con này chết đứt, chắc là sò đéo. Hai con này chết không còn thông gì nữa luôn này. Ôi rồi. B đây mà các bạn. Chết đứt rồi. Hai con này bị chết đứt. Nó là sò lởm đấy, sò giả chẳng hạn đấy các bạn nhá. Nên cái lõi bên trong rất là ít đều. Nên dẫn tới là nó dòng chảy qua coi nó chết nó đứt ra hay là nó tách khỏi mạch luôn hay là bọn này gánh tải nặng hay là chết đấy các bạn nhá. Kiểu như là sò đang mấy cặp chạy bây giờ là còn ít cặp chạy hơn đấy. Con này là con 25 đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây nhá, mình sẽ có con 25, mình đo con 25 của mình này. Ồ không, ngược như này là B đây. B đây các bạn nhá. Ô chả đo được hay sò chết nốt. Hay sò chết là sò sống là sò như này. Chờ mình chút nhá, để mình kiểm tra con này trên mạng đã. Đây là cặp sò mình có này. Thì là con đuôi 25 là con chăn thuận, còn đuôi 24 mới là chăn ngược các bạn ạ. Thì đây nhá. Đây là con chăn thuận này thì mình để que đỏ cực B của nó này. BC BE này, đó. Và đo từ E sang C là không được thông này, đấy. Hai chiều đều không thông nhá. Nhưng đây là cái con zin bản của nó này. Nhưng mà nó đã bị chết rồi các bạn ạ. Nó đã chết thông hết rồi. Đấy, chết mất rồi các bạn nhá. Còn con này con chăn ngược. Chăn ngược thì là để cực B, cực B đây. Đó, và đo nó sẽ dòng chảy từ C này, từ vỏ này sang E này không thông này. Đấy là cặp này của mình sống nhá, mình còn hai cặp thôi, không biết được không. Nhưng hai con này nó chết đứt rồi, nó chả thông cái gì nữa. Hai con này là con này đuôi 25 là chăn thuận nhá. Mình cũng đo như vừa nãy này. Đó, chúng ta sẽ thấy là không lên gì nữa cả. BCB đứt hết mạch ra rồi các bạn ạ. Chết nhiều phết. Con này cũng chết rồi nhá. Nên như vậy là nó có 4 con thì hai con này nó hai con đẻo. Thở trước họ lắp phải con đều, dẫn tới nó tách ra luôn thì chỉ có hai con gánh thôi, thì hai con gánh này hai con này chết toi là đúng các bạn ạ. Thì chắc chết cả hai rồi. Đấy. Chết cả hai luôn mọi người nhá. Như vậy là con này chơi xem bên sò ngược thế nào. Chết sạch này thì mình lại không có đủ linh kiện rồi này, phải đặt rồi. Ôi giời ơi, chết nặng quá. Mình có mỗi hai cặp thôi mà, một mỗi hai đôi kia thôi. Con này thì là con chăn ngược. Đấy, không chết nhá các bạn nhá. Như vậy là chết hết cái vế kia rồi. Do hai con đẻo đấy các bạn ạ. Do hai con đẻo nó chết đứt ra trước thì là cả hai, chỉ có hai con nó gánh tải thôi. Bọn này thì cả bốn con thì mình nghĩ là nó sẽ không chết đâu. Đấy, nó không chập mà. Này, họ có bán lẻ đâu, họ có bán lẻ một con à, con nó mà họ bán theo cặp mà các bạn nhé. Đó, không chết này. Không chết. Như vậy là theo phán đoán ấy là thợ trước họ thay phải cặp hai con sò thuận đéo, và khi nó chết ấy là nó sẽ đứt ra khỏi mạch luôn. Nó đứt ra khỏi mạch luôn thì khách vẫn sử dụng thì là hai con này nó chịu tải.
hai con này chịu tải nó không chịu được mà nó đã chết hết. Như vậy là chết 4 con sỏ thuận luôn, chết 4 con sỏ với cái mã là 25. Bây giờ mình sẽ đặt hàng xem có bán mẻ 25 không, họ bán trong cặp rồi, con này sẽ mua rất là nhiều. Giờ như vậy là mình thiếu mất 2 con nhá các bạn nhá, nên là video này mình lại phải dừng lại rồi. Để hôm nào có linh kiện mình đây là đặt linh kiện về mình lại làm tiếp thôi. Chán thật đấy, tưởng chết 1-2 cặp cuối cùng chết nhiều quá. Đến hôm nay mình đã mua được linh kiện và bắt đầu mình tiếp tục mình làm nó nhá. Thì như cái đoạn trước mọi người xem ấy, thì nó chết sạch cả 4 con MJ15025. Còn đâu bọn 15024 thì vẫn sống. Thế là mới đầu mình định táng cho vài anh SA này hoặc là A1943 cơ, để mục đích là xem nó có chạy được không. Rồi nó chết sập lốt cái bọn này đi thì cũng bỏ cái 4 con MJ15024 này này. Nhưng cuối cùng mình có hỏi thử cái bạn bán hàng, cuối cùng bạn ấy bán cho mình thật các bạn ạ. Thế là mình mua được 4 con này luôn. Mình đính chính cho mọi người nhá, trên thị trường là họ không bán lẻ mà họ bán theo cặp mọi người nhá, giá cực đắt luôn, nhưng mình sẽ không công bố giá nữa. Thì đây là hôm nay mình đã nhận được 4 con, mình mua ở đây đây mọi người. Mình mua của bạn hay bán linh kiện là linh kiện hải sò nhá, linh kiện hải sò .com này này. Những cái con này và rất nhiều ad khác ấy, là họ bán theo cặp cơ. Còn đâu họ bán đơn thì mình đính chính nhá. Chúng ta Google chúng ta search ấy, có một số ad bán đơn đấy. Và mình khẳng định là trong đống lô này là có người cái thợ trước họ mua đơn, nhưng mà họ mua phải sò đẻo. Và trên thị trường là sò đẻo rất nhiều, nhưng mà mình dạo là gần đây thì mình rất tin tưởng cái bạn hải sò này nên mình có mua này. Mình mua thì còn ghi đánh máy thì y như thế nhá. Như đây mình cho mọi người xem lịch sử và tại sao bạn ấy lại bán cho mình như thế này chứ không phải bán theo cặp, cho mọi người xem nhá. Đây mình có chat Zalo Facebook, chat Facebook với bạn ấy này. Mình có hỏi này: Hải ơi này, sò em có bán lẻ theo con không, anh đang cần 4 con 15025 đấy. Thì bạn ấy trả lời là em không bán lẻ, thì mình cũng đúng thôi nên mình định đáng đấy. Nhưng mà sau đó này bạn mới gọi lại nhưng mình không nghe máy này, mình bận mà. Em Hải đây, vừa nãy nhân viên trả lời lời em vừa vào xem tin nhắn nên rep lại cho anh. Tức là nhân viên họ, tức là cái Facebook của họ thì rất nhiều nhân viên họ sẽ xem ai đặt hàng không à. Đấy, nhân viên thôi. Nhưng cuối cùng đây mới chính là bạn hải sò này. Anh đã mua được ở đâu chưa? Nếu chưa thì em phá để cho anh 4 con lẻ, anh giải quyết. Anh giải quyết việc đó, 4 con đây. Đó nhá, đây đây mình cho mọi người thêm một chút này nữa. Xin lỗi nha, mình phải che cái chỗ nhạy cảm. Là ngôn ngữ nhạy cảm của hai mình và bạn đấy. Dạ không sao anh ơi, nhân viên trả lời vậy anh định đóng trả khách. Người khác thì em không hỗ trợ được, nhưng anh thì em hỗ trợ cho anh. Đó, nên là bạn ấy ưu tiên mình. Thì tại sao bạn ấy ưu tiên mình nhá? Thực ra bạn hải sò này, mình biết bạn ấy bán hàng. Bạn ấy giờ bạn đã lập một trang web là linhkienhaisò.com đấy. Bán rất nhiều sò giã máy, sò zin, các thứ linh kiện ấy. Và rất nhiều anh em tin tưởng. Thì thời ngày xưa bạn ấy và vợ bạn ấy là hai vợ chồng bắt đầu dấn thân vào bán sò giã máy thôi. Cụ thể là IGBT và những cái linh kiện của Omni ấy. Đây như này, Omni này. Thì mình có hay mua của nó, của bạn đấy. Sau đó là mình có nhắn tin với bạn đấy, là chat nói chuyện với nhau. Và mình bảo là như này này, cứ theo bước của linh kiện ST. Cái nào web linh kiện ST bây giờ sập rồi. Linh kiện ST bán linh kiện rất chuẩn, mặc dù giá đắt hơn, nhưng mà rất bạn bè thợ mình rất tin tưởng. Thì em bán sò cũng thế, em đừng có bán theo kiểu, đừng nhập theo kiểu là sò theo cái kiểu là đại trà như những cái web khác, những cái nơi khác bán. Thì sò đấy chính là sò lởm đấy. Em cứ tìm được linh kiện chuẩn, bán giá cao hơn cũng được, thì các bạn thợ rất ok luôn. Bởi vì là người ta đã bỏ công sức sửa rất vất vả rồi, mà dính phải sò đẻo như cái ngày này, người này này là chết lại thôi, là rất là vất công. Do đó mà mình đã nói chuyện với cái nội dung như thế, thì bạn này bạn mới biết được cái vấn đề đấy. Nên trong 30 năm làm nên là bạn bán sò rất chuẩn. Nên không phải riêng mình nói là anh bạn ấy chuẩn, mà rất nhiều bạn thợ của mình cũng thấy thế. Nên khi mà bán chuẩn và có lòng tin ấy, thì bắt đầu là sẽ phát triển được, sẽ phát triển được nha các bạn nhé. Đó là như thế đấy các bạn ạ. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm. Đã có sò rồi, 4 con, và đặc biệt 4 con sò này thì hơi đặc biệt một chút. 4 con sò này là 4 con sò ấy của Motorola, biểu tượng MVK, biểu tượng chữ ấy này, chữ M này, chứ thực sự này bây giờ sò nhiều là hãng on cơ các bạn nhé.
Hãng On là ra đời sau. Hãng Motorola mình thấy trong máy móc công nghiệp rất nhiều cái biểu tượng sò của Motorola này mọi người ạ. Nhưng mà với cái chữ này, đây là sò đẹp ấy, với cái chữ kiểu này thì mấy anh Trung Quốc anh in phát được ấy. Đẹp vẻ uy như thế luôn. Mình khẳng định trong con này nhân cực bé, nhân nhỏ đấy, nên khi nó chết phát là nó chết tách 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 ra luôn, nó không chết chập. Nếu chết chập nó cháy cầu chì này lại còn sống được hai con kia, nhưng nó chết đứt ra luôn. Thế là hai ông kia ông ấy gánh tải, thế là chết luôn cả đôi hai con sò xịn đấy các bạn ạ, sò còn sống ấy. Thì đây nhá, bốn con bảo vệ chân e, bốn con ổn định nhiệt tại chân e này, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4 nhá. Thì chúng ta sẽ thấy này, 1, 2, 3, 4 này, thì hai con trong nó chết chập ấy. Vì chết chập dẫn tới là chúng ta sẽ thấy này, đứt luôn điện trở chân e nhá. Nhưng hai con này là chết đứt, đó, nó đã chết đứt, tức là do cái nhân nó nhỏ quá, nó dòng chảy qua nó chết chập, sau đó nó đứt ra luôn. Thế là cái dòng nhỏ quá nếu mà hai con này còn sống, đó, chúng ta sẽ thấy sò xịn nó sẽ làm đứt được cả ấy luôn, bởi vì dòng chảy nó lớn mà. Con điện trở ổn định nhiệt chân e này các bạn nhé. Thì với con này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao mình kiểm tra như nào và sửa như nào nhé, chứ mình làm thì mình cũng không nói được cho mọi người được. Đó là nhánh này ok thì mình đích cần kiểm tra nhánh này, mà mình sẽ kiểm tra chỉ nhánh này thôi các bạn ạ. Cụ thể là mấy con điện trở sò thúc các thứ này mình sẽ kiểm tra hết lại hết nhé mọi người nhé. Và cái con điện trở nhiệt này, bạn chủ ấy, bạn bảo là nó bị vỡ thì anh thay cho em ấy, nhưng mà mình nghĩ là không phải thay đâu, nó là con điện trở nhiệt nó bị tách ra cho thợ trước tháo thôi. Mình sẽ đo thấy nó ok thì mình cứ giữ lại thôi, không sao cả các bạn ạ. Và con này sửa xong kiểu gì mình phải lắp thêm quạt, nó chỉ có một cái quạt mà. Đó, bây giờ có sò rồi, bây giờ nó tiến hành làm nhá. 5W 0,25 ohm, nó chết hai con nhưng mình thay cả bốn con cho nó đồng đều. Tất nhiên là hai con sống thì mình giữ lại, mình mua theo của mình cho nó đồng đều nhá. Đây này, 5W 0,25 này các bạn. Đó, bốn con 0,25W 0,25 ohm 5W nhá. Rồi chúng ta sẽ để ý này, con điện trở này cháy này thì là nó sẽ nhìn thế này đây nhá. Với đây là con chăn thuận mà, thì là dòng chảy từ E sang C nhá. Tóm lại là đây là chân E chảy sang chân C, đó là cái chân này này mọi người này. Thì chân E của nó điện áp cao, thì đây chính là điện áp cao phân áp vào các chân E nhá. Thì điện áp cao này nó chính là 0V GND đấy các bạn. Thì điện áp cao đây nhá, nó đi qua con điện trở này, nó vào chân C, vào chân E con này để tạo dòng chảy E C để kích đấy các bạn nhé, để kích cửa B đấy. Do con này cháy như này thì kiểu gì ông này ông chết các bạn ạ. Con này cháy này cũng không có thể. Chúng ta sẽ thấy nhá, là khi hỏng này là chúng ta sẽ kiểm tra gì nhá. Thợ trước họ cũng có kinh nghiệm sửa hay sao nhá, họ cũng không hành động con này luôn, họ chỉ động đến con này thôi. Bởi vì con này là nó dòng chảy nó sẽ từ E đi sang C mà các bạn nhé. Và nó sẽ là dòng IB của nó ấy, là từ E sang B. Thì cực B này này, từ E sang B này, cực B này, cực B nhé. Cực B con này không có phận điện trở phân áp gì cả, đưa thẳng vào chân E con này luôn để tạo dòng chảy từ E sang C. Thì nó bắt đầu nó sẽ ấy mà, nó sẽ mở được bốn con sò thuận này đấy. Đó, kiểm tra đi thôi, ham chết con nào thay các bạn nhé. Kiểm tra mình cũng không cần kiểm tra con này, mình chỉ kiểm tra con này và con này thôi, và đo qua một số con nữa. Thế thôi mà. Sở công suất khi mà chúng ta hiểu mạch ấy, chúng ta làm sẽ không bị mày mò linh tinh các bạn ạ. Như thợ trước họ đã kiểm tra cả con bên này này, nhưng bên này thì nó không hỏng nên mình cũng không kiểm tra luôn. Tất nhiên cẩn thận thì cũng kiểm tra cũng được, đo đạc qua một chút thôi. Con này cháy rồi này, và xem nó là bao nhiêu ohm, như là nó là 10 ohm ấy. Con âm ly này sửa thì chi phí linh kiện quá đắt. Giả sử mấy con C5200 có thứ, mình thấy cha data set về IB này, rồi dòng chảy IC này nó chỉ là 15, con này thì chịu được thì được 16. Bên này UBE thì cực bê, kích cực B nó cũng chỉ là 5V thôi. Và con như con A1943 thì điện áp chịu được mắc của nó là 230V. Còn con này thì đang là 250V. Nên mình mới đầu mình định không mua, không, nếu mà mình hỏi mà không mua được ấy, thì mình cũng điện cho cái chủ này và thử táng sử sò than, mà sò than chính là cái sò đen đen này để tận dụng bốn con kia sống xem nó có sống chạy được không. Còn nó chết hết thì sửa cái thẻ các bạn ạ.
con này 10 ôm. Chết rồi nhá các bạn nhá. Thì BCE này. Đo nhá. BCBE này. Từ E sang C này cũng không chết. Như vậy nó vẫn xấu nhưng mà mình vẫn thay cho an toàn. Không chết đâu nhưng mình sẽ thay các bạn nhá. Bởi vì nó cái dòng chảy cao rồi mà. Còn đây 10 ôm đây, mình có nhiều 10 ôm lắm mà. Mua bao nhiêu con ra dạng như này để sửa mấy cái bọt âm ly này. Cục đáy này. Tìm vào lại toàn 18 ôm ấy này, 1R8 ấy này, 200 ôm cho cục đáy chưa mua rất nhiều mà lại không có 10 ôm. Nhưng mình nhớ trước là mình có 10 ôm to như này này, 10 ôm 5W to như này này. Chứ không phải như thế này, bé như thế. Thôi để này tháo trong bo giã thôi, đấy như thế nhá. Sau đó mình sẽ kiểm tra một chút nữa rồi mình sẽ tổng hợp cho người chết những cái gì. Đã kiếm được con ở trong bo mạch khác bắp vào nhá, 10 ôm to y như thế luôn. Và như cái con này A1943 này nó không chết nhưng mà mình nghĩ là nó bị chịu dòng tải nhiều rồi nên mình cứ thay cẩn thận, mình thay con khác này. Và bây giờ là quan trọng là đến tiết mục. Mình đã kiểm tra qua hết một số rồi, không có lỗi gì nữa cả. Tiết mục đo sò. Mấy con sò mà có thương hiệu chữ Motorola này. 4 con này. Đây là sò Thuận các bạn ạ. Do con này là nguyên nhân ấy, là thợ trước họ đã sửa ok rồi nhưng chẳng qua là họ đã lắp phải hai sò lởm nên hai con nó tải nặng nên nó bị lỗi đấy. Chứ nó không chết nhiều đâu nhá mọi người nhá. Nên vấn đề sửa chữa này chúng ta thấy là linh kiện khá là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Sò Thuận thì cực B đây. Đấy, BCBE này. Đây này còn vẫn còn mối hàm chưa tháo này. Đó ok. Ok. Không đứt mối nối nha. Còn bọn này sò đẻo thì nó đứt. Sò này là đứt mối nối luôn này. Chiều này. Nó có chiều dài chiều ngắn các bạn ạ. Đấy. Còn sò zin của nó thì chết chập hết. Bây giờ đo được chọn đo chập này. Dòng chảy từ E. Từ E sang C. Mọi người ạ. Đó không sao. Có một độ giò chút thôi. Mình nghĩ là nó không sao. Đấy, nó có độ giò chút này. Giò nó bẩn đấy các bạn ạ. Từ C sang E thì kiểu gì có độ giò nhiều hơn. Ở đây mình sẽ lấy hai con sò. Cũng này nhưng mà không phải Motorola 25 đâu, mình đo cho nó có độ giò thế không. Đây. Con này thì cũng thế nha, nhưng mà nó có chữ on các bạn ạ. Cũng là 25 đấy. Đấy, cũng có độ giò tí các bạn ạ. Tóm lại nó ok. Thôi lắp vào thôi. Vấn đề lắp là càng vấn đề lắp về. Lắp nó nha, nó khó hơn những cái lắp sò than này. Đó là chúng ta phải keo tản nhiệt này. Rồi là cứ hai cái lỗ này lại phải có hai cái cách điện. Rồi hai cái lỗ này cũng lại có hai cái cách điện nữa. Như vậy nó có bốn cái cách điện liền các bạn ạ. Nên lắp hơi phức tạp, lắp và đo đạc xem có bị chạm chập không. Con này nó là con dơ le nhiệt tự phục hồi nhá. Ở trên thân nó ghi chữ H055, như vậy là nó là 55 độ. Mình vừa mới dùng đồng hồ mình đo hai chân của nó thì không thông, sau đó mình dí vào hàn vào cái lưng này, này. Thì dí lên đạt đến nhiệt độ quá 55 độ thì hai chân này nó dính vào nhau. Các bạn ạ. Chắc là nó dính vào nhau nó sẽ ngắt, nó không cho chạy đấy, hoặc nó báo lỗi quá nhiệt đấy. Còn đâu để nguội nó lại dí, nó lại tách nó ra các bạn ạ. Nó là một cái dơ le nhiệt. Và đây này, mình đang lắp này, chúng ta sẽ thấy nhá. Một con sò này lót cách điện cho tản nhiệt ở dưới này, cho tản nhiệt ở đây rồi. Hai cái lỗ này để sẽ phi cái cách điện ở cái lỗ đấy với cái vỏ này, vỏ nhôm này, vỏ nhôm này là GND mà. Đó và tiếp tục này, ở hai cái lỗ này cũng có hai cái cách điện này nữa này. Kinh lắm, lắp cái này rất lâu luôn các bạn ạ. Như vậy là một con sò nó sẽ có bốn cái cách điện và hai con đốc bắt mọi người nhé. Đấy, lắp lần lượt thôi. Đó, đã lắp lại và ép nó phải phòi được keo tản nhiệt ra như này nó mới là tản nhiệt ok nhá mọi người nhá. Bốn con MJ15024 là NPN ngược và bốn con MJ15025 là PLP thuận. Và chúng ta sẽ thấy phiên bản của nó là sử dụng bộ thương hiệu on này.
Còn bây giờ là anh Motorola tài trợ 4 con sò thuận các bạn ạ. Và bây giờ đến tiết mục là đo xem có bị chạm không, bởi vì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái chân nó đều chui qua cái miếng nhôm này mà. Thì giả sử như cái cách điện ấy, những cái cách điện vừa ấy mà nó không cách điện tốt ấy, mình nắp vào nó bị chạm ấy, cụ thể là có hai con chân nó ngắn mình phải lối ấy, thì bắt đầu mình sẽ đo ra vỏ này, đo cách điện rồi nhá. Chân này không chập, ok. Cái này rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Chúng ta đo bị chập ra là có vấn đề luôn đấy, nên chúng ta làm phải cẩn thận. Không có nhá. Về kể cả các chân C, chân C và chân E nữa. Các chân C đây cũng không chập này. Thực ra chỉ cần đo một bên này, một cái là biết được rồi. Không chập nhá, ok nhá. Hà nãy hết rồi và xem ok không. Mình đã lắp hoàn thiện hết này và đến tiết mục thử thì mình sẽ cầm máy ảnh trên tay cho mọi người quan sát nhìn cho rõ nhá. Chưa treo lên mọi người không nhìn hết được. Hai tín hiệu kênh, hai kênh mình đang cho vào đây. Và mình đang sử dụng hai cái loa ra. Một cái loa này đang chết loa chung, chỉ còn loa bát thôi. Và một cái loa nữa là anh Panamax này cũng rẻ hết rồi, khách cho mình bởi vì bị rơi. Nhá, để mình thử hai kênh luôn. Và đầu tiên chúng ta bật này, chúng ta sẽ để ý nhá. Mình bật on đang volume về không nhá. On này, dơ le nguồn đã đóng. Hai dơ le của hai kênh bảo vệ loa đã đóng. Ok, không gì cả nhá. Và bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào nhá. Đang mở cái máy nghe nhạc này này. Đang bật, quên từ nãy giờ chưa bật. Như vậy là như thế này mà hai loa không có tiếng ù gì là hai kênh ok đấy. Và hiện tại mình cũng không rõ mình nói đến đâu gì này. Vừa có cái bà và đến và lấy nồi cơm sửa các bạn ạ, nên này để không quên xử mất. Đây mình đang mở tín hiệu này. Ấn linh tinh mất rồi. Rồi ok. Đấy, đang có tín hiệu cả hai kênh nhá. Và mình cũng chưa biết là mình đang sửa vế nào đâu, mình chưa thèm dò. Mình mở bài khác, mình không dám để nhạc lâu. Như vậy là nó đã ok. Tất nhiên là mình không có tải lặng mình test, nhưng mà cái quan trọng này, qua cái video này mọi người thấy là sửa cục đẩy cũng không có gì là khó cả. Cái quan trọng là chúng ta kiếm được linh kiện chuẩn, linh kiện xịn hay không. Và cái bước kiểm tra sửa chữa như thế nào ấy, thì chúng ta phải có một cái tính cẩn thận một chút. Ngoài chúng ta có kiến thức, chúng ta phải kiếm được linh kiện xịn, thì chúng ta phải có tính cẩn thận nữa. Không thì phải trả giá nhá mọi người nhá. Cụ thể là các bạn để ý đấy, khi mình lắp những con sò xong rồi mình phải biết đo
xem có bị chạm hay không. Nếu mà chúng ta cẩu thả, chúng ta không để ý cái độ chạm mà bị chập ấy, là sẽ bị hỏng nhá các bạn nhá. Đây là sửa chữa điện tử, bất kỳ sửa thiết bị gì thế chúng ta phải có tính một cái tính gọi là tính cẩn thận, thì chúng ta sẽ làm hết. Và sửa cục đẩy cũng như sửa âm ly, sửa nó rất là dễ, nhất là những cái van hỏng công suất, nó chỉ chết như thế thôi, nó chết sò mình kiểm tra nhánh nào, nhánh bên kia mình không hề kiểm tra, nhánh bên nào chết thì mình sẽ kiểm tra, và mình kiểm tra đến tầng thúc của nó là hết, chứ mình cũng không kiểm tra sâu. Cái người thợ trước họ còn kiểm tra hết cả những con tràn này này, nhưng mình không hề kiểm tra nó luôn các bạn ạ. Và qua đây mình cũng nói loa cho mọi người một chút đấy, cái con sò này này cũng là con A1943 nhá, con bên kia thì con C5200 ấy. Con này thì thúc dàn sò mắt trâu rồi, còn con này xúc thúc hai con bù áp nhá mọi người nhá, nó có hai con bù áp bên trong ấy các bạn ạ, nó thiết kế như thế. Và hai con điện trở ổn định chân nhiệt tại chân E của hai con sò bù áp đấy các bạn nhá. Đây, mình sẽ mở chút tựa nữa để mình kết thúc video này. Ôi giời, nó đang có tiếng để đánh mất bản quyền, để mình mở lại. Chờ mình chút nha, mình đang ấn lách. Mình sẽ kết thúc luôn video này ở đây nhá. Chào tất cả mọi người.